Xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa mình lại tiếp tục cùng các bạn đi chữa bài tập của chương 7 kinh tế vĩ mô chương trình mới cho các bạn nhé. Và ở những video trước thì mình đã chữa các bạn xong hai cái câu đầu rồi đúng không? Đấy là bài 1 và bài số 2 rồi. Đấy, bài số 3 lại rất là tương tự thôi đúng không? Nhưng mình đã nói là ở chương này hiện tại có là gì? Hai dạng bài đúng không nào? Dạng đầu tiên là xây dựng hàm chi tiêu và tính mức thu nhập cân bằng thì dễ rồi đúng không? Mình đã chữa các bạn hai câu rồi. Hôm nay mình sẽ chữa nốt cho các bạn cái câu 3 nhé. Đấy, và còn ba bài sau ấy là bài 4, bài 5, bài 6 thì nó sẽ về dạng là ISLM, nó sẽ khó hơn. Mình sẽ bắt đầu chưa ở trong video sau, được không? Video này mình sẽ chưa cho các bạn cái bài số 3 nhá. Ok. Đầu tiên này, chúng ta hãy cùng xem nhá. Hãy xây dựng hàm chi tiêu dự tính và tính mức thu nhập cân bằng. Thì cái bài này chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi đúng không? Đây, mình sẽ cùng chơi các bạn ý A này. Hàm chi tiêu dự tính của chúng ta là PE, đúng không? Đây là nền kinh tế đóng tiếp, cho nên PE chỉ bằng gì thôi? PE chỉ bằng là C cộng I cộng G thôi, đúng chưa? Đó, C cộng I cộng G với này, với nhá, C bằng nhiêu thì chúng ta xem. C đấy đã cho rồi, đấy là 110 cộng 0,7 ID đúng không? 110 cộng 0,7 ID, đúng chưa? 110 cộng 0,7 ID. Mà các bạn còn nhớ không? ID thì bằng I trừ T, được chưa nào? Thì nhá, chỗ nào có ID mình sẽ thay thành I trừ T, được không? Đây, mình sẽ sửa chỗ ID này thành I trừ T luôn nhá. Đấy, I trừ T, T là 50, ok, I trừ 50. Được chưa? Đó, thì bây giờ nhá, chúng ta nhân ra thôi, xem bằng bao nhiêu. 110 trừ 0,7 nhân 50 trước này. Đây, 110 cộng 0,7 nhân trừ 50 nhá. Cộng 0,7 nhân với cả trừ 50. Đó, nó bằng bao nhiêu? Thì đây sẽ bằng là 75, được chưa? 75. Đó, đây. 110 cộng 0,7 nhân trừ 50 là 75. Cộng 0,7i, được chưa? 0,7i nhá. Đó, làm vậy thôi. Thì ta đã có C rồi nhá. Còn I và G như mình đã nói rồi, để đã cho luôn rồi đúng không? I bằng là 240 này. 240. Đấy. Còn G bằng 300. Được chưa? Đấy, tùy vào đề thôi đúng không? Nếu mà đề cho I chỉ là I ngang thôi, chúng ta làm luôn đúng không? Còn nếu mà ở những cái dạng mà ISLM ấy, thì đề nó sẽ cho là I là I ngang rồi, trừ đi D nhân R, thì chúng ta làm ISLM sau, đúng không? Đấy, thì lúc ở trong lý thuyết mình đã chỉ rồi, trong cái hàm đầu tư sẽ có hai cái đúng không? Thứ nhất là I bằng I ngang là cái dạng này luôn này đúng không? Đấy, còn nếu mà vào dạng mà viết phương trình ISLM ấy, thì người ta sẽ cho là y bằng cụ thể được không? Đấy, tức là để cho như nào chúng ta làm như thế, được chưa? Ok nhá. Đấy, thì đây có IG hết rồi. Chúng ta tìm được PE đúng không? PE chúng ta bằng gì? Bằng C cộng I cộng G. Đấy, C, IG chúng ta có hết rồi. C đây đúng không? C đây, I đây, G đây. Thì đây, cộng 3 này vào với nhau thì cái ba cái số này chúng ta cộng vào với nhau đúng không? Đó, 75 cộng 240 cộng 300. 75 cộng 240 và cộng với cả 300. Đúng không nào? Nó sẽ bằng là gì? 615. Được không? 615. Đó, đây, ba cái này cộng nhau. Sau đó cộng 0,7i thì vẫn giữ nguyên đúng không? Cộng 0,7i. Bởi vì chẳng có cái nào i nữa ở đây nữa đúng không? Ok nhá. Và đây sẽ là 615 cộng 0,7i. Bây giờ ấy, là chúng ta cho cân bằng đúng không? Tìm cân bằng. Cân bằng khi và chỉ khi là gì? Chi tiêu dự kiến đúng không? Là PE đấy. Bằng chi tiêu thực tế bằng i. Đấy, thì đấy sẽ cân bằng. Và khi và chỉ khi là gì? Chúng ta thay vào thôi. PE đây là 615 cộng 0,7i. Chưa? 615 cộng 0,7i. Sau cho bằng gì? Bằng y. Đúng không? Từ đây chúng ta sẽ tìm được là y cân bằng thôi. Được chưa nào? Đó, bằng bao nhiêu? Thì đây mình sẽ bấm máy nhá. 615 cộng 0,7x bằng x nhá. Alpha bằng này. Đấy, alpha CLC đấy, nó ra dấu bằng đúng không? X. Sau ship CLC bằng này. Nó ra chúng ta là 2050. Được chưa nào? 2050. Đấy. Vậy đấy là sản lượng cân bằng của chúng ta. Được không? Xong mình ra rồi nhá. Ra xong rồi. Hãy xây dựng hàm chi tiêu dự tính thì hàm chi tiêu dự tính chính là PE này đúng không? Mà tính mức thu nhập cân bằng thì đây, mức thu nhập cân bằng chính là từng này. Được chưa nào? Ok nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển đến ý B. Ý B người ta hỏi ta cái gì đây? Nếu đầu tư tư nhân đấy giảm xuống còn 210, nhớ nhá, giảm xuống còn, tức là bây giờ nó còn từng này luôn, được chưa? Nếu người ta bảo là giảm xuống từng này đơn vị thì chúng ta trừ từng ý, nhưng mà đây người ta bảo là gì? Đầu tư tư nhân giảm xuống còn từng này. Đúng không? Giảm xuống còn từng này. Đấy, thì bây giờ y của chúng ta ấy sẽ là y1 đúng không? Y1 chúng ta sẽ còn luôn từng ý. Tức là bằng bao nhiêu? Bằng 210 luôn đúng không? Giảm xuống còn 210 mà. Thì nó chính là còn 210 luôn. Dễ chưa? Dễ rồi nhá. Và chính phủ muốn giữ nguyên mức thu nhập cân bằng như ban đầu. Ok. Và chính phủ muốn là gì? Y vẫn là như này đúng không? 2050. Được chưa nào? Đó. Thì bây giờ phải làm sao? Đây, bây giờ chính phủ cần thực hiện chính sách tài khoá như thế nào? Đúng không? Bây giờ người ta không hỏi G nữa, bây giờ người ta hỏi là gì? Chính sách tài khoá như thế nào? Vì sao mà minh họa trên mô hình đường chéo, đúng không?
Thì bây giờ nhá, có nhiều cách đúng không? Cách thứ nhất ấy là chúng ta vẫn làm như các câu trước, là chúng ta vẫn tìm ra G thôi đúng không? Tìm ra G mới. Nếu mà G tăng thì sẽ là chính sách tài khóa mở rộng, G giảm sẽ là chính sách tài khóa thắt chặt đúng không? Còn ấy, một cách nữa thì bây giờ mình sẽ chữa theo cách số 2 nhá. Cách nữa đấy là gì? Chúng ta tính cái thu nhập cân bằng mới. Được không? Để xem là bây giờ muốn giảm thu nhập hay tăng thu nhập, từ đó chúng ta suy ra cái chính sách tài khóa. Được không nào? Ok nhá, lại có hai cách được không? Cách một là gì? Cách một ấy là tìm G. Tìm G như các bài trước ấy, đúng không? Thì bây giờ G sẽ phải tăng hay giảm đúng không? Đấy, thì mình sẽ suy ra được là gì? Nếu G tăng nhá. Nếu G tăng thì là gì? Chính sách tài khóa mở rộng đúng không? Mở rộng. Đấy, còn nếu mà gì? Nếu mà G giảm thì sẽ là chính sách tài khóa thắt chặt đúng không? Đó, các bạn có thể làm cách một nhá. Còn bây giờ mình sẽ chưa theo cách hai, được không? Cách hai mình nói đây là gì? Mình sẽ tìm ra cái thu nhập cân bằng mới luôn, được không? Mình sẽ xây dựng luôn này. Xây dựng. Đấy. Xây dựng cái PE mới nhá. PE mới thì công thức là vẫn vậy thôi đúng không? PE mới thì nó sẽ bằng gì? Mình sẽ PE nhá. PE1 bây giờ nó sẽ bằng là gì? C vẫn là C ban đầu đúng không? Cộng I1 và cộng với cả gì? Cộng với cả G đúng không? Thì bằng bao nhiêu? Thế mình thấy này. CIG đúng không? Các bạn thấy nhá. Bây giờ C với cả I với cả G này. Thì chúng ta có nhá. C đây. C nó vẫn là như vậy. C vẫn là 75 cộng 0,7I. Còn I1 ý, thì nó sẽ là như này đúng không? Đây, I1 bằng 210. Đúng không nào? Đúng nhá. Còn G thì bằng bao nhiêu? G vẫn là 300. Đúng không? Thì mình sẽ cộng cùng các bạn này. Đầu tiên ấy, mình lấy 75 nhá. 75 ở cái C. Cộng I là gì? I là 210 đúng không? 210. Và cộng bao nhiêu? Cộng G. G ban đầu ấy là 300 đúng không? Đấy. Thì đây sẽ là 585. Ok. 585. Sau đó cộng này. Cộng bao nhiêu đây? Thì đây cộng 0,7i đúng không? Đây này. C của chúng ta là cộng 0,7i mà. Thì vẫn là C như thế cho nên vẫn cộng 0,7i nhá. Rồi. Đó. Bây giờ tiếp theo này. Tiếp theo ấy mình sẽ tìm ra cái thu nhập cân bằng mới đúng không? Đây. Thu nhập cân bằng nhá. Thu nhập cân bằng có được khi và chỉ khi là gì? Khi và chỉ khi là PE1 bằng I đúng không? PE1 bằng I. Đó. Và tương đương này chúng ta có PE đây rồi. Đúng không? PE chúng ta là 585. 585. Cộng 0,7i đúng không? 0,7i cho bằng i nhá. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm được i mới đúng không? I bằng bao nhiêu? I cân bằng mới nhá, mình gọi là i1 đi. Bằng bao nhiêu đây? Thì mình sẽ bấm máy nhá. Bây giờ mình sẽ bấm máy này. 585 cộng 0,7i cộng 0,7. Đấy, mình đặt là x nhá để mình tìm được không? Bằng x. Đó, ship show này. Nhớ cho chúng ta là gì? 1950. 1950. Đấy. Đó thì bây giờ nhá các bạn thấy khi mà y thay đổi ấy, đấy thì sản lượng bây giờ nó còn là 1950. Mà ấy, nãy mình đọc đề rồi, các bạn thấy là gì? Chính phủ muốn y là gì? 2050, đúng không? Tức là bây giờ chính phủ muốn y tăng hay giảm. Thì đây, bây giờ là 1950 mà muốn nó thành bao nhiêu? Muốn nó thành 2050 thì chắc chắn là phải y tăng rồi đúng không? Đây này. Đấy, 1950 và 2050 đúng không? Suy ra là gì? Để đạt được thu nhập cân bằng đúng không? Đạt được thu nhập cân bằng. Đấy, thu nhập như trước ấy. Thu nhập cân bằng như trước đúng không? Thì tức là gì? Tức là đang muốn làm sao? Đang muốn tăng y. Được không? Tăng y. À, thì đây chúng ta thấy đúng không? Để được thu nhập cân bằng như trước nhá. Đây, để được thu nhập cân bằng như trước này. Rõ ràng là bây giờ phải đang cần phải tăng y đúng không? Bởi vì ấy, sau khi mà thay đổi này cái đầu tư này đúng không? Thì sản lượng đã bị giảm rồi mà. Đúng không? Thì bây giờ phải cho sản lượng này tăng lên thành như này. Đúng không? Thì tăng y các bạn biết rồi. Thì chắc chắn phải làm gì? Sử dụng chính sách tài khoá làm sao? Chính sách tài khoá mở rộng đúng không? Thì tăng y chắc chắn phải sử dụng chính sách tài khoá mở rộng rồi. Cụ thể bằng việc là gì? Cụ thể bằng việc là tăng G giảm T đúng không? Đấy, các bạn sẽ bảo ra đúng không? Để được thu nhập cân bằng như trước thì sẽ phải tăng y. Mà tăng y thì chắc chắn là phải sử dụng gì? Chính sách tài khoá mở rộng rồi. Cụ thể là tăng G giảm T đúng không? Ok nhá. Và bây giờ chúng ta còn phải làm sao nữa? Minh họa trên mô hình đúng không? Ok, thì mình sẽ minh họa cho các bạn nhá. Mình sẽ vẽ ở đây đi, được không? Minh họa ở đây. Đó là gì? Ban đầu nhá. Là đây, chúng ta biết rồi. Có PE này. Đấy, có y này. Đúng không? Và đường này là đường 45 độ. Được chưa nào? Đường chéo khi này đấy. Và bây giờ ấy, chúng ta vẽ nhá. Ban đầu đây. Ban đầu là chỗ này, đúng không? Thì cái đường PE chúng ta là chỗ này, đúng không? Đó. Và sản lượng cân bằng ban đầu đang ở đây. Đây ở câu A này nhá. Sản lượng cân bằng là từng này. Được không? Và bây giờ này chúng ta thấy. Sau khi mà y nó giảm, đúng không? Y giảm thì làm cho PE giảm. Và được PE dịch chuyển xuống dưới là như thế này. Đúng không? Đã dịch chuyển xuống dưới. Và sau đó ấy, muốn thu nhập cân bằng là vẫn ở chỗ này thì có phải là chính phủ phải thực hiện chính sách gì? Chính sách tài khóa
mở rộng đúng không, tức là tăng g giảm t. Sau khi mà tăng g giảm t ấy, thì sao cho làm sao, sao cho cái đường PE này nó tăng và nó dịch lên trên đúng không, đúng bằng ban đầu được chưa nào. Đấy, lúc nó xuống ấy nhá là PE1 được không. Đấy, sau đó chính phủ phải dùng chính sách tài khoá mở rộng đúng không, đó là tăng chi tiêu giảm thuế, sao cho nó về đúng cái chỗ này này đúng không, từ dưới là dịch đúng lên trên và đúng tại chỗ này luôn đúng không, đúng tại cái PE ban đầu luôn, thì nó mới có cái sản lượng cân bằng ban đầu. Các bạn hiểu này không? Ok nhá. Đấy, vậy mình đã chơi các bạn xong này, câu số 3 rồi, được không? Thì video mình hôm nay đây thôi nhá. Nếu mà mọi người không hiểu gì cứ lại bình luận, mình sẽ đáp cho các bạn. Và hẹn lại các bạn trong video tiếp theo, thì mình sẽ chuyển sang cái dạng số 2 ở trong cái chương này, được không? Đó là phải lập ra xây dựng này, phương trình là ISLM, được chưa nào? Ok nhá. Đó, thì hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau, được không? Video hôm nay mình lại tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye mọi người. Bye.